Thưa quý vị, thưa các bạn, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển bền vững thị trường trong nước, động viên các doanh nghiệp sản xuất ra hàng hóa, sản phẩm Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Chính vì vậy, các doanh nghiệp đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy thị trường trong nước. Năm 2021, mặc dù dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, nhưng Ban chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã có nhiều hoạt động hỗ trợ đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các địa phương, các doanh nghiệp phân phối bán lẻ chủ động lựa chọn, mở cửa trở lại các điểm bán hàng phục vụ nhân dân dịp trong và sau Tết, hạn chế tình trạng lợi dụng đẩy giá bán lên cao tại các chợ truyền thống. Nhờ vậy, giá tương đối ổn định, không có tình trạng tăng giá đột biến. Trong cái giai đoạn vừa rồi thì do ảnh hưởng của Covid và gần đây nhất là các cái ảnh hưởng nó liên quan đến cái giá vận tải nó lên kinh khủng, thu nhập của người dân ấy, nó cũng giảm. Trong cái giai đoạn Covid thì hầu hết các cái doanh nghiệp, một là nếu mà họ nhỏ quá thì tôi biết là gặp khó khăn rất là nhiều. Nhưng với những các cái doanh nghiệp ở cái tầm trung mà biết hiểu biết về người tiêu dùng mà có năng lực nghiên cứu phát triển sản phẩm thì chúng tôi lại thấy đấy là một cơ hội rất tốt và đấy là một cái chủ trương rất đúng đắn cho người tiêu dùng và cho doanh nghiệp. Thực hiện cuộc vận động, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức các chương trình đưa hàng Việt đến người tiêu dùng, đẩy mạnh phát triển thương mại, bình ổn thị trường hàng hóa, ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Ngoài ra, Sở Công Thương Hà Nội còn phối hợp với các quận, huyện, khai trương đưa vào vận hành thêm nhiều điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP, thực hiện tháng khuyến mại Hà Nội. Khi mà triển khai các cái chương trình thì ngành công thương đều kết hợp các cái sự kiện và kết nối những cái doanh nghiệp tham gia chương trình để thực hiện nhiều cái mục đích khác nhau, để huy động tất cả những cái doanh nghiệp mà kinh doanh và sản xuất hàng Việt tham gia chương trình, thúc đẩy để đưa hàng Việt vào các cái hệ thống phân phối, tham gia các cái chương trình khuyến mại, chương trình kích cầu và thúc đẩy cái quảng bá các cái thương hiệu hàng Việt trên các cái kênh thương mại điện tử cũng như là cái kênh thương mại truyền thống, hỗ trợ tối đa cho các cái doanh nghiệp Việt triển khai các cái chương trình xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng. Hưởng ứng cái cuộc vận động người Việt Nam tiêu dùng hàng Việt Nam ấy, bởi vì là em bán thì em thấy là khách dùng hàng Việt Nam thì phản hồi rất là tốt về các sản phẩm của Việt Nam, thì em mong là các sản phẩm của Việt Nam sẽ được bày bán và trưng bày nhiều ở cửa hàng em ạ. Khuyến khích động viên người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước đã sử dụng các yếu tố đầu vào là các sản phẩm hàng hóa dịch vụ của Việt Nam. Trước hết là doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi liên kết sản xuất, phân phối, tiêu dùng, sản xuất hàng hóa có chất lượng, mẫu mã đẹp, đa dạng, giá cả phù hợp. Do tình hình kinh tế dịch bệnh Covid nên là ảnh hưởng đến nền kinh tế nên là mình lựa chọn ưu tiên dùng hàng Việt Nam ạ. Sau khi mình ra cửa hàng và xem xét thì là mình lựa chọn sản phẩm của hàng Việt Nam về cho con dùng thử. Thì cũng thấy là con dùng tốt, hợp với sản phẩm, cũng so với giá thành thì là hợp lý với túi tiền của người Việt Nam. Về cái thị trường nội địa thì khách hàng hoặc người tiêu dùng họ rất là ghi nhận. Hiện tại kênh phân phối đang đi theo kênh truyền thống, giao các đại lý các tỉnh. Và cũng rất là may mắn là các cái hoạt động xúc tiến thương mại điện tử thì cái lượng người tiêu dùng biết đến rất là nhiều. Nhằm thúc đẩy thị trường trong nước, hàng hóa được lưu thông thuận lợi, thúc đẩy sản xuất phát triển, người tiêu dùng được sử dụng hàng có chất lượng và giá cả hợp lý, mẫu mã phù hợp. Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, đưa hàng Việt chiếm thị phần tương xứng trong các siêu thị, trung tâm thương mại, đa dạng hóa các kênh bán hàng tiện ích, đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng. Chúng ta chứng kiến sức sống mãnh liệt của hàng Việt và vai trò vô cùng quan trọng của thị trường trong nước đối với nền kinh tế của Việt Nam, có cái sự nỗ lực, sự đoàn kết và đã thể hiện được cái vai trò của các cái doanh nghiệp và trong cái việc cung ứng các cái hàng hóa, nhất là cái hàng hóa thiết yếu cho người dân. Theo cơ quan chức năng, hiện các doanh nghiệp đã rất chú trọng cập nhật thông tin, đẩy mạnh đầu tư nâng cấp dịch vụ, chất lượng, mẫu mã sản phẩm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển thương mại điện tử và các kênh thương mại hiện đại để đưa sản phẩm hàng hóa Việt đến tận tay người tiêu dùng.
Bản thân cái người, tức là cái người tiêu dùng ấy, họ ấy cần tìm đến các cái sản phẩm mà phù hợp hơn về mặt chi trả khi mà cái thu nhập nó bị thay đổi. Thế nhưng mà bản thân doanh nghiệp ấy cũng phải nỗ lực. Thế thì trong toàn bộ cái quá trình mà có chủ trương như vậy, chúng tôi cũng tăng cường online, trực tuyến, thì chúng tôi cũng có một cái chủ trương là đẩy mạnh các cái hoạt động đấy. Nó sẽ dẫn đến là các cái gọi là các cái trải nghiệm đầu tiên khi mà doanh nghiệp có những các cái chính sách tốt để mà tiếp thị, rồi làm những các cái chương trình khuyến mại ở trên các cái phương tiện kỹ thuật số. Tổng bên tôi có tất cả 16 các sản phẩm. Hiện tại thì thị trường của chúng tôi thì đang có mặt ở các siêu thị và các tỉnh phân phối ạ. Chúng tôi đẩy mạnh về cái chất lượng sản phẩm và cái xây dựng thương hiệu và cái đi sâu vào cái mong muốn của khách hàng, và chúng tôi sẽ làm về cái vệ sinh an toàn thực phẩm rất là khắt khe và đặc biệt chú trọng đến cái khâu sản xuất ạ. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, song đã có nhiều hoạt động được triển khai thường xuyên để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hồi phục, phát triển kinh tế, như kết nối cung cầu đưa hàng Việt đến người tiêu dùng, nhất là vùng sâu, vùng xa, tiếp tục tăng cường vai trò của các cấp các ngành, sự phối hợp của chính quyền, đổi mới phương thức tuyên truyền cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chú trọng giới thiệu tôn vinh thương hiệu sản phẩm hàng hóa Việt chất lượng cao, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, vận động doanh nghiệp triển khai bán hàng lưu động, đưa hàng về vùng sâu, vùng xa, khu vực ngoại thành, cũng như các chương trình kích cầu nội địa, kết nối giao thương, phát triển các kênh phân phối hàng Việt ở nước ngoài, tăng cường công tác quản lý thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, và từ đó góp phần kiềm chế lạm phát, bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng, an sinh xã hội, phát triển thị trường trong thời gian tới.